đẹp không? Nào? Này đẹp không? Ủa anh cái này bỏ lên ban công được không? Được. Hôm nay anh thấy chị vui rồi nha. Ban công bỏ ban công thì nó trởn thơm, ở đây đâu có thơm. Thì bỏ ban công gió thơm mà trong phòng á. Hôm nay ngày vui rồi nha. Chào cả nhà. Hôm nay ngày vui. Hôm nay hình như có một cái tin nào rất là bất ngờ đúng không chị? Chị. Hôm nay sinh nhật chị đúng không? Dạ. Hôm nay sinh nhật chị đúng không? Thì cái thường thường cũng đâu có làm sinh nhật chị ơi gì đâu, nên nghĩ nó cũng bình thường thôi. Hôm nay có lo vợ có đi rồi thì chị em cũng nhau ăn tí rồi đó. Ngày hôm nay có rất nhiều cô chú anh chị gọi điện thoại hỏi chị bé ơi có còn cái hàng mỹ phẩm là kem chống nắng không? Bé ơi nói vô không? Ngày nay cả nhà ơi. Thương bé ơi đi quá trời, các chị ơi, bây giờ là bé ơi là coi như điện thoại liên tục 24/4 luôn á, coi như là cháy cái điện thoại bé ơi luôn, không cái điện thoại không mình nghỉ luôn. Dạ. Là hiện tại một tặng một nhưng mà nó cháy hàng rồi. Dạ. Bây giờ có không tặng được nữa. Dạ. Có nghĩa là hết hàng luôn. Dạ. Là coi như là cả nhà tới là coi như là mua hết cái sức tưởng tượng luôn. Đó, nên cháy hàng không còn hàng để tặng. Bây giờ cũng muốn tặng một lắm nhưng mà hết hàng. Dạ. Hết hàng để tặng luôn và hết hàng để bán luôn. Hết hàng để bán. Vậy là tạm thời bây giờ là ngưng chốt đơn đúng không chị? Thì tạm thời là những cái mặt hàng nào mà nó hết rồi thì mình ngưng. Dạ. Đó. Nghe chị Lôi cũng chia sẻ, ví dụ như mình mua mỹ phẩm là mua một tặng một đó. Ví dụ như mình mua một tặng một và khi cái hàng mỹ phẩm mình đã hết đi, chị Lôi sẽ dùng những cái sản phẩm khác. Ví dụ như kem cái nhà mua kem nám. Dạ. Và nếu mà kem nám còn. Dạ. Thì được một tặng một. Dạ. Còn nếu mà kem nám hết rồi thì dạ. Bé ơi sẽ chuyển qua món hàng khác. Đúng rồi. Ví dụ chị mua kem nám thì bé ơi có thể là còn sữa rửa mặt. Dạ. Bé ơi tặng. Hay là bé ơi có thể là bé ơi tặng cho các chiêu như là dung dịch phụ khoa gì đó. Nói chung là những cái món hàng khác đó. Đó. Nhưng mà thật sự bây giờ cũng sạch hàng luôn rồi. Bây giờ toàn bộ là coi như sạch hàng luôn, các cái luôn rồi. Còn phun xăm chị cũng vẫn còn khuyến mãi gói nhẹ không chị? Phun xăm hồng thì nói thiệt thì vì cả nhà thương nên vẫn để cái giá cho chuyển khoản cọc lại cho cả nhà. Yeah. Đó là có những gì mà có thể dành đến cho cả nhà là cái giá mà đang được là để lại là khuyến mãi là 50% dành cho khách có chuyển khoản cọc. Mà chị có chia sẻ xíu là ngày mấy là mình sẽ chấm dứt luôn cái gói đó mình khuyến mãi đâu không chị? Cái đó để bé ơ để suy nghĩ lại. Tại vì bé ơ đã hứa. Yeah. Đã hứa các chị là đợi những ngày đó các chị tại vì cái khoảng chị đó mới đi về. Yeah. Đó thì bé ơ sẽ đợi cái coi các chị là coi như gom lại coi như thế nào và sau đó bé ơ sẽ chốt cuối cùng là khuyến mãi của mình sẽ kết thúc vào ngày nào. Chứ hiện tại và bây giờ là chưa có ngày nào. Đúng rồi, hiện tại là vẫn còn là chuyển khoản là sẽ được giảm giá 100%. Chúng chị đã thấy nhiều rồi, những anh chị luôn. Không thì có những anh chị rồi, những chị có trai có họ đó sợ là tới không kịp rồi hết khuyến mãi rồi đó, sao? Thì đó thương lắm, có những chị hiện tại là có chị Tuốt Tây Ninh. Trời ơi. Bé ơi 8 giờ rưỡi hết xe nha. Nếu mà bây giờ làm chị mà 8 giờ hết xe là chị không có về nhà được, thương lắm. Hỏi sao mà bé ơi không thương được cả nhà đó. Tây Ninh xa lắm đó chị, 100+ cây số à. Dạ. Có chị thì nói chị Tuốt ở bên cái gì nhập chợ điểm chợ ơ đó. Chợ điểm chợ. Xong rồi chị yêu này nói chợ chị điểm mà xa gì, tôi Tuốt ở Tây Ninh đây nè. Trời đó, ơi. Đó thấy thương lắm. Cả nhà ơi, khán giả nói chung là cái tình yêu thương của chú anh chị ở đâu cũng dù xa hay gần cũng đến ủng hộ chị Hồng ơi đó, cả nhà vẫn còn góp khuyến mãi là giảm giá 50%. Đó. Cô chú anh chị mà mấy chị đẹp, đặc biệt là mấy chị đẹp tranh thủ mình đặt cọc trước nha cả nhà. Hôm nay cái môi lên đẹp lắm luôn chị. Môi đẹp không? Đẹp. Môi 3 tháng rồi còn đẹp nữa. Hiện tại là vợ em là cái màu như vậy phải không? Nhưng mà 3 tháng sau là cái màu nó tư lớp đôi. Nó không có nằm ở điểm đó, nó sẽ đậm lên lớp đôi. Môi rất là đẹp. Cái chân mày trong ly hàng cũng hen hết chưa? Nhưng mà phải kêu vợ lại dặm nhá không? Dạ. Cái chân mày mình phải dặm. Nói chung là mình làm đẹp mình phải dặm thì nó mới đẹp. Đó cả nhà. Mình dặm lại nó mới hoàn hảo nha cả nhà. Thì bọn em cũng có nghĩa là lần đầu tiên á mình sẽ làm như vậy, bước đầu mình làm vậy, bước thứ hai mà mình muốn cải thiện hơn nữa thì tới dặm cái điều hơn nữa. Đúng rồi, đúng em rồi. Muốn dài hơn tí xíu nữa đúng rồi, hoặc là muốn bự hơn tí xíu. Đúng rồi. Cái
dụ như có những cái trường hợp mà chị mới làm chân mày, sợ chân mày to. Dạ. Dễ chị nhỏ thôi. Cái tâm lý cả nhà là sợ chân mày to, thà là mình dễ nhỏ đi. Đó mình làm ra nếu mà mình muốn nhỏ thà là mình thêm. Chứ thà thêm nó dễ đúng không? Đúng rồi, thà là thêm nó dễ còn hơn là nó to rồi mình nhỏ lại thì nó hơi khó. Khó hả? Đó. Chị ơi, cho em hỏi mình dặm lại là cũng vẫn còn nằm trong giá khuyến mãi hay là mình dặm lại là không tính tiền? Không tính tiền nghe cô chú anh chị. Coi như là bao đẹp, coi như là dặm là không tính tiền, có tức là bé ơi sẽ bảo hành tới 6 tháng. Trong vòng 6 tháng đó cả nhà không ưng gì cứ đến giờ. Làm gì nào ưng thôi. Không có phát sinh chi phí tiền ơi gì hết á. Cả vậy. Vậy là mình phải dặm hoài mình phải có trách nhiệm. Làm cái gì cũng phải có trách nhiệm. Căn nhà thấy chưa? Làm ta vừa làm phải ưu tiên đúng rồi, đúng rồi. Ưu tiên đàng hoàng nghe cô chú anh chị. Dù mình làm cái gì mình phải có trách nhiệm, người ta có nghĩa là cặp cái môi đó mình làm chưa có đẹp, chưa có đều thì mình phải làm cho nó đều, cho nó đẹp, đó là trách nhiệm của mình. Bây giờ khách không muốn, khách nói bây giờ chị không muốn làm nữa nhưng mà không đẹp cũng phải bắt lên làm. Đó là vậy, mình phải làm cho nó đẹp. Đó. Còn mà có cái chị nào mà mình đã đẹp rồi ha. Thí dụ khung môi mình đẹp rồi, mình muốn đẹp nữa nó không được đâu rồi nha. Tại lý do là cả nhà hiểu không? Cái mô mà khi mà mình căng ra nó đã no mực rồi, mình đâu có thêm mực được nữa đâu, nó đâu giống như bao tử mình ăn no đâu ăn no được nữa. Nó vậy đã đẹp rồi là thôi. Còn nếu mà mình chưa ưng thì mình quay lại mình dặm cho nó đẹp. Như mô chị ơi có xăm không là chị ơi? Có bé ơi đi công nghệ LASMA, bé có live stream đó. Công nghệ LASMA mới hiện tại đó, chống nhăn rồi chống thâm các kiểu. Nhưng mà cái công nghệ này nó hơi kiểu như là thứ nhất là nó sẽ gọi là nó tân tiến hơn, nó hiện đại nhưng mà nó sâu lắm, nó xâm lấn sâu hơn. À sâu hơn. Đúng rồi, nên bé ơi cũng đang và nghĩ là mình chưa làm được công nghệ này đâu. Tức là bé ơi làm được đó nhưng mà có các chị có thể là chưa tâm lý được. Sâu hơn nó sẽ đau hơn đó. Đúng rồi. Nó đau thì nó không đau mấy. Dạ. Nhưng mà cái độ sâu nó sẽ xâm lấn sâu hơn các chị. Cái giữa cái sự mà chị sinh á, rồi kiên cử á, nó sẽ khó hơn. Rồi có những chị là chị nghĩ tử thì nó dễ, có những chị cơ địa như thịt gòn thì nó khó. Chị cho hỏi này nha, mình xăm môi như vậy á, về mình cử như cái gì và mình cử bao lâu chị mới là hay nhất? Cả nhà nhớ nha, bé ơi nói nè, khung môi thì nó đại kỳ nhất là gì? Mắm. Nước mắm hả? Các loại mắm. Mắm tôm, mắm ruốc, nước mắm. Các loại mắm tại vì sao ạ? Giúp thương thở là dễ xâm vô vi trùng, mà mắm là như vi trùng nhiều nhất. Nên mình ăn vô là sẽ bị dễ nổi mụn nước, vi trùng hơi bé thôi là nó sẽ dễ nổi mụn nước đó. Nổi mụn nước thì nó không ảnh hưởng gì, nó không ảnh hưởng sức khỏe nhưng mà sẽ làm cho mình khó chịu. Thay vì cái môi người ta lọc ra từng lễ đẹp rồi, ta bình thường rồi, ta uống bình thường rồi, còn mình phải nổi mụn nước mình phải mua thuốc sức rồi mình phải ăn uống kỹ lưỡng, nó vậy thôi chứ nó không ảnh hưởng gì hết. Mình cử chiên ngay các loại mắm. Các loại mắm đó. Hình như là em có thấy một cái video thế này nè chị, là mắm là không ăn trực tiếp nha. Chỉ là niêm ăn thôi cũng bị nữa chị. Đúng, chính xác. Tại vì cái mắm nó rất là độc. Mắm là hàng triệu con vi khuẩn. Tại vì mắm cho dù cả nhà có nấu chín đi chăng nữa nó cũng còn vi khuẩn. Công nhận thì chứ, niêm ăn nó cũng bị mà hình như là em thấy. Ví dụ như bây giờ cả nhà phun môi về 3 ngày lọt ra bình thường, nhưng mà cả nhà ăn mắm vô vẫn dính. Ăn bún bò hay là cả nhà ăn bún riêu là dính liền, có chất mắm là dính liền. Rồi hay nha. Lại ha. Đúng rồi, nó là đại kỵ. Tại vì nếu mà nó bị như vậy á chị, nếu mà là trường hợp mà lỡ như nó bị như vậy ha, mình cần xuất những cái thuốc nào? Đầu tiên là cả nhà nếu mà bị nổi mụn nước thì cả nhà đầu tiên là đừng có hoang mang. Dạ. Tại vì mình phun môi nổi mụn nước là chuyện bình thường. Dạ. Nhiều khi mình không phun môi vẫn nổi con vi trùng đó. Dạ. Vẫn bị nổi mụn lên rồi lỡ là chuyện bình thường. Đầu tiên là cả nhà điện ơn. Dạ. Rồi bắt đầu là ơn sẽ tư vấn và ơn sẽ là chờ cho ra là thuốc sức cái gì, cái gì uống cái gì là xong thôi, là bình thường có gì hết. Đầu tiên cả nhà cái tâm lý đã. Nhiều khi cả nhà sợ hoang mang, chết rồi chị bị cái này, chị bị cái kia, cái cả nhà hoang mang, cái nhà hốt hoảng lên rồi cái tinh thần là cái tim đập mạnh rồi là huyết áp nó nổ rất cao lên, là sợ vậy thôi chứ thật chất là nó bình thường. Mà công nhận mà nước mắm mình đã nấu chín, nấu đồ ăn mình bỏ vô đã chín lên rất là nhiều mà vẫn bị ảnh hưởng nha chị. Đúng rồi. Rất là nguy hiểm ha. Dạ. Thì thôi còn em cũng chúc sinh nhật chị nha. Cảm ơn. Đó.
Ở nhà chị bé ơi cũng chia sẻ là cũng nhiều kinh nghiệm để trong cái ngày sau của mình ở nhà. Xin kết thúc đây nha. Cảm ơn cả nhà mình cũng vui vẻ nha.